Xin chào tất cả mọi người, mình là Thùy Hoàng. Hiện là mình đang sống ở thành phố Vaughan, tỉnh Ontario, nước Canada. Và bây giờ chỉ còn 14 ngày nữa mới đến Tết âm lịch, Tết Tân Sửu của người Việt Nam. Và đây là không khí chợ Tết ở Canada của mình như thế nào. Hiện giờ thì mình vẫn phải đeo khẩu trang, tại vì năm nay thì vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid. Và đi ra chợ thì vẫn phải đeo khẩu trang như bình thường. Bây giờ cho mọi người ngắm không khí ở chợ nhé. Đây là một chuỗi những cái cành đào này. Chợ bán. Thực ra mọi năm thì nó sẽ có nhiều hơn, nhiều chợ trang trí bán đồ hơn. Nhưng mà năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid thì ở khu mà mình ở thì có mỗi một cái chợ này thôi là bán nhiều cái đồ trang trí Tết như thế này thôi. Còn các chợ khác thì gần như là không có. Chỉ có bán mứt này, bán bánh chưng, rồi bán các cái loại thôi. Chứ còn mỗi cái chợ này là nó bán nhiều đồ nhất đây. Chợ này là ở Scarborough, cách thành phố nhà mình ở khoảng 40 phút lái xe. Đây, rất là nhiều cành đào để ở đây. Và văn hóa của người Việt Nam mình thì cũng vẫn còn ảnh hưởng nhiều của người Trung Quốc. Vì vậy là ở đây thì gần như là những cái chợ này nó bán đồ nó Việt Nam và Trung Quốc nó hơi lẫn nhau một tí. Toàn bộ không khí trong chợ thì họ để những cái đèn lồng đỏ rực, màu đỏ rực rỡ của Tết. Ở ngay bên đây là một cái gian hàng bán chuyên đồ của Nhật Bản, nên họ để cái cành đào của Nhật Bản. Bên đây thì lại là đồ của Việt Nam, họ để cành đào của Việt Nam. Rồi nhiều đồ ăn lắm các anh chị và các bạn. Đây là bạn trai của mình xếp hàng. Mình cũng đã chuẩn bị thêm một chút xíu cho ngày Tết. Úi dồi ôi, xếp hàng dài luôn đấy. Ở chợ này thì có một đặc điểm là ngoài cái dãy mà họ bán đồ ăn ra đó, thì họ có cả một cái dãy bán những cái đồ ăn sẵn rồi đấy. Thì mình rất là cho mọi người ngắm nghía những cái đồ ăn nấu sẵn ở đây nhé. Bên đây là các loại bánh sinh nhật này. Đây là gian hàng vịt quay, gà quay, một chuỗi những cái khay đồ ăn bán sẵn, cá, thịt gà, tôm. Ai thích ăn cái gì thì tự order, tự đặt hàng. Đấy, họ xúc vào những cái khay như thế. Mì xào, cơm da. Đặc biệt là ở đây không có ngô như ở Việt Nam, nên là họ có những cái loại ngô như thế này họ hấp sẵn lên. Đây là các cái bánh này, các loại bánh luôn này. Mình đang tiến gần đến cái hàng ăn của Nhật Bản, Korea, Hàn Quốc, sushi nhé. Đây, các cái khay đồ ăn sushi họ quấy sẵn rồi, cũng khá là đẹp. Giá cũng ok, 7 đồng thì 4 đồng một hộp. Các bạn thích ăn hộp nào thì lựa chọn hộp đấy. Bên đây là một cửa hàng chuyên bán bắp bồ thi. Đây là một cái quầy chuyên bán những cái đồ xiên nướng lên ấy. Khi mà nướng xong thì nó sẽ là như thế này. Và các anh chị và các bạn vừa xem những cái dãy hàng đồ ăn bán đồ ăn sẵn. Thế còn bên đây là dãy hàng khô này. Rồi tiến ra phía về phía đằng trước mình thì sẽ là rau củ quả trái cây. Những cái loại sầu riêng này. Đấy, sầu riêng đấy. Nhá, đây là sầu riêng trái này, xong rồi đây là họ bóc thành từng múi cho mình rồi này. Và bây giờ chúng ta đi đến dãy rau củ quả trái cây các loại này. Không khí Tết cũng ngập tràn này, các cái đèn lồng họ treo rất là hấp dẫn. Đu đủ này, bòng bưởi các loại đầy đủ luôn. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video clip lần tới. Và nếu các anh chị và các bạn thích những cái tò mò về xem cái cuộc sống, đời sống ở Canada như thế nào, các anh chị hãy ấn vào cái nút hình quả chuông, ấn kênh, subscribe cái kênh của mình. Và lần tới mình sẽ làm những cái video tiếp để cho các anh chị xem cái đời sống ở Canada như thế nào nha các anh chị. Chào tạm biệt tất cả mọi người.